ngôi nhà đó là một cái chỗ mà em có thể về bất cứ lúc nào. Vậy nên là đó cũng là cái chỗ mà em rất là vui và hạnh phúc. Về nhà mình thoải mái hơn, kiểu mình muốn làm gì mình làm, mình không phải chú ý đến những người xung quanh. Như vậy là chúng ta vừa nghe tâm sự của Công Phượng, thể theo yêu cầu của rất nhiều người và cũng nằm trong lịch trình của chúng tôi. Hôm nay Minh Hải mời các bạn đến thăm ngôi nhà của Công Phượng và cùng khám phá những câu chuyện ở đây. Đây, con đường này là con đường lên nhà Công Phượng. Đây là nhà Bắc Trưởng, đây là bác cả của Công Phượng. Đây là ngôi nhà thờ. Đây là cái khuôn viên trong cái ngôi nhà cũ của Công Phượng. Mà ngôi nhà mới thì được thiết kế nằm đúng ở trên cái phần của ngôi nhà cũ. Đây là con đường đi vào. Chào chú khỏe không? Tuyệt vời, lâu lắm mới gặp chú nhỉ? Chú khỏe không? Chúng ta đang có mặt ở sân của ngôi nhà của Công Phượng. Và đây nó gắn liền với rất nhiều những kỷ niệm của Công Phượng. Hồi trước thì cái sân này là không phải là sân gạch này, mà hồi trước chỉ có là sân nề thôi. Hồi ấy thì điều kiện gia đình cũng rất là khó khăn, mua một quả bóng nó rất là khó. Chỉ có là mình đùng một cái bọc chuối, gọi là mình bọc lại là mình cuốn lại, là chỉ là phường là đã này rồi là bắt đầu là cái tập đã trong này thì thổi ra là cái chuyển lại. Thì chiều khoảng 5 giờ thì bố đi làm về thì hai bố con là chơi ở cái sân này. Cái sân của em á thì nhà em là trước là cái nền gạch, xong rồi có một cái thềm nó cũng khá là tầm cao tầm nửa mét. Thì là cái sân đó là thì em sẽ đá bóng, như là có bóng em sẽ đá vào cái bức mà cái thềm á để nó dội lại. Thì một mình em chơi kiểu vậy, thì cứ đá vào cái bức tường, dội lại bức tường một mình chơi kiểu vậy. Với lại là nhiều lúc có bạn đến thì cũng có đá với nhau, thì là đá nhiều lúc là đá mà bay lên ngói là bể hết ngói. Bên này là có một cái cột nhà, thì lấy cái mốc. Cái mốc tức là hai cái cột này là trong này là cái đá vào trong này, rồi là xong rồi là cái chiều này nó hẹp quá, thế là bắt đầu là chuyển lại cái chiều này. Thì làm đầu này là mà bỏ hai là đôi dép, đổ hai đôi dép là có phường là lúc nào là cũng phải chỉnh bóng, là có đá làm thang, là có vào là chỉnh rửa cái chỗ ấy. Theo dõi con của mình trong suốt khoảng thời gian tập luyện ở cái sân này thì chú Bảy thấy là Phượng lúc đấy chơi với quả bóng ở cái sân này với một cái cảm xúc như thế nào? Phượng rất là cái tấm huyệt, mà hồi ấy là có những cái đường bóng mà cháu là đi rồi là có cùng được là nhật trường rồi học hỏi nữa. Rồi cháu là đi những cái đường bóng là có đi là hình chữ chéo, rồi là để là có làm thế nào là có đẩy bóng rồi sang bên này sang bên kia là để sụt thế nào là vào được cái đích đấy. Vâng. Tức là cái sân nhà nhưng mà lại là một cái sân để tập luyện. Vâng. Cũng có những cái quả mà đi rích rắc. Vâng, đi rích rắc. Ngoài sút ra thì những cái kỹ năng đầu tiên của Phượng hình thành và được tập luyện là ở đây. Vâng, vâng. Bây giờ khi mà Phượng về, Phượng có hay lấy quả bóng ra đây để chơi như ngày xưa không ạ? Còn chúng thường thường về là bóng là luyện tập ở cái sân này. Có thể là buổi sáng là dậy sớm là tập thể dục các thứ, là đùng trạc là tập thể dục. Vâng. Rồi bắt đầu là vào chơi bóng một sóng, rồi khi nào bắt đầu mới rửa mặt đánh răng là ăn cơm. Vâng. Rồi là có chiều khoảng 5 giờ là mang ra cái sân của xóm ngoài kia. Vâng. Là đá cùng với bạn bè ngoài ấy. Công Phượng thì không phải là người mà thiếu bóng đá. Vâng. Khi đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp rồi, nhưng mỗi khi về thì Công Phượng vẫn muốn thể hiện lại những cái thói quen cũ của mình từ khi còn rất là nhỏ, đúng không ạ? Vẫn tập luyện, vẫn thi đấu ở cái sân này và vẫn cầm bóng ra để chơi với bạn bè ngoài kia. Mình biết được cái tâm lý của con là lúc nào cũng đam mê cái bóng. Thì bởi vì không phải là ở trong câu lạc bộ mà tập, mà riêng về đấy nghỉ một vài ba ngày là cháu vẫn là con thường xuyên là con tập luyện trở lại. Bộ cũng là rất là cảm động, là cái sự là con là cái đam mê cái quả bóng như thế. Một câu chuyện rất là xúc động, bởi vì là chúng ta biết là cuộc đời cầu thủ của Công Phượng bắt đầu từ chính cái sân này. Và bây giờ khi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi, Công Phượng về vẫn chơi bóng ở sân này. Và ở sân này, nếu mà các bạn để ý ở bên này thì các bạn thấy là có rất là nhiều ghế, rồi nước quạt là rất là đầy đủ. Bởi vì cái
cái căn nhà này, cái sân này trở thành một nơi tề tựu của rất nhiều người hâm mộ bóng đá. Đấy là điều rất là tuyệt vời. Từ một cái sân rất nhỏ ngày xưa, bây giờ là một cái sân rất là lớn, chứa đựng rất nhiều tình yêu dành cho bóng đá. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về căn nhà cũ, một cái căn nhà mà Công Phượng luôn luôn ghi nhớ trong đầu của mình. Thì ngôi nhà cũ của em, đó là cái căn nhà mà lúc là cái căn nhà mà em sinh ra ở đấy. Thì đó cũng có rất rất có ý nghĩa đối với em. Và trước khi cái ngôi nhà đó mà bố để làm thay đổi để xây nhà mới á, thì em cũng muốn giữ cái ngôi nhà đó để mà có thể là dời cái ngôi nhà đó sang bên cạnh hoặc là xây nhà mới ở chỗ khác. Đây đây là cái nền của ngôi nhà cũ đúng không chú? Vâng, đấy là hồi trước là cái nền này là chỉnh gốc cái nền cũ của cái hàng cái ngôi nhà trước đây. Vâng. Ngôi nhà đó thì ngôi nhà rất là nhỏ. Vậy nên là thì chỉ có 3 gian thôi. Thì 2 gian ở giữa thì là chỗ để thờ tổ tiên với lại là chỗ ngồi bàn tiếp khách. Còn hai bên là chỗ giường ngủ. Vậy nên là thì chỗ nào cũng là em cũng là rất là thích. Là khi là con bố mẹ là con đang còn khó khăn làm một cái ngôi nhà này thì qua một thời gian nó bị hỏng nhiều quá. Cho nên thì sau cô chủ mới sửa lại. Ngôi nhà cũ là một ngôi nhà cũng tương đối là xuống cấp. Thậm chí là mưa dột hay là trời nắng thì nằm mà nhìn lên mái là thấy có những cái đốm sáng. Cái ngôi nhà bởi vì được cũ quá rồi, nó xuống cấp. Bao nhiêu là ngói rồi các thứ rồi nó bị nó còn là vỡ hết. Nó còn nói chung là trời mưa một cái là mình phải lấy cái mi lông mình che lại. Đấy, để mình là nằm cái chỗ này khỏi mưa xuống. Thì nó quá xuống cấp. Thì cái ngôi nhà ấy thực tế ra là Phường cũng là rất là mong muốn là giữ lại. Nhưng mà thực chất ra nó quá hỏng đi. Cho nên hãm bạc là phải làm lại cái ngôi nhà này. Thì Phường cũng có một cái kỷ niệm là muốn giữ một cái gọi là một cái vật kỷ niệm của bố mẹ mà để lại. Thì sau làm được căn nhà này thì từ một cái ngôi nhà ấy mới có một cái ngôi nhà này. Dạ em thì em rất là tiếc bởi vì đó là cái ngôi nhà, cái nơi mà em đã sinh ra đấy. Thì em muốn giữ lại một kỷ niệm gì đó để sau này mình có thể một cái kỷ niệm cho sau này thôi. Và nhưng mà thì quyết định của bố thì là lý do em đã xăm lại cái ngôi nhà của cũ của em bởi vì để nó giữ lại kỷ niệm cho trong em. Phượng bây giờ thì là Phượng rất tiếc rồi. Phượng nói là em bảo bố là đào cái nhà cũ lên xong rồi chuyển sang bên cạnh. Sau đấy là giữ lại thì mình vẫn ở ngôi nhà mới. Nhưng cái ngôi nhà cũ mới là cái ngôi nhà mà nó gắn nhiều với kỷ niệm của Phượng. Và Phượng bây giờ chắc chắn là sẽ không quên. Khi làm nhà thì Phượng không về được, Phượng đang còn thi đấu. Thì Phượng gọi điện thoại về là bộ là chuyển cái nhà ấy, là sạt cái nhà là để bắt đầu làm thế này. Nhưng mà bố bảo là bây giờ nó hỏng nhiều quá rồi, không thể là con dừng nổi được nữa. Thôi thôi thì con phải thông cảm thôi. Thì chỉ có mình là chụp một cái bộ ảnh. Thế là con để mà giữ lại cái vật đó để sau này là mình mãi mãi như thế. Cái gì mà dừng lên không thể dừng được nổi được nữa. Cái bơm nó quá hỏng. Và cuối cùng khi mà không giữ lại được căn nhà đấy thì Công Phượng đã có một hình xăm ở tay. Trong hình xăm đấy có một cái hình rất là đẹp là ngôi nhà cũ và một con chim Phượng bay lên. Còn cái ý nghĩa của cái ngôi nhà và của con chim như thế thì Phượng là bởi vì là đặt một con là tên là Phượng. Thì nói chung là người nam thì ý đã đặt Phượng lắm. Nhưng mà bởi vì là hồi nó còn nhỏ thì là bởi vì là cái đi trường thì có những cây phường á, nó để cái mùa nó nở hoa rất là đẹp. Thì bố mẹ đặt tên là Phường thì trong đó là hồi tưởng gọi là con Phường hoàn cất cảnh mà bay. Đấy, đó. Vâng. Tại sao Công Phượng lại không xăm những huy chương, không xăm những cái mốc của sự nghiệp của mình mà lại xăm một ngôi nhà cũ? Mà hồi xăm thì thực tế ra lần đầu thì Phượng là bố mẹ cũng không biết đâu. Nhưng mà sau thì mới biết được. Thì bố mẹ cũng là cùng đồng viên con là phải hạn chế cái ấy. Nhưng mà Phượng cũng bảo là vì con cái này là con là lên đây là rất là có ý nghĩa của con. Bởi vì bố mẹ sinh ra con là từ trong một cái ngôi nhà này mà ra.
thì con bây giờ là con cũng vươn ra được cùng từ cái chỗ này, chứ không phải ở đâu mà vươn ra được. Cho nên là phường không xăm là huy chương hoặc là gì, nhưng mà xăm một cái đó là để là nhớ mãi mãi sau này là đây là ngôi nhà của bố mẹ. Em cảm thấy rất là vui bởi vì đã giúp cho bố mẹ được có chỗ ở, kiểu như là thứ nhất là an toàn về mưa bão chẳng hạn, với lại là có cuộc sống tốt hơn chẳng hạn. Nhưng mà có một cái cây nào đập xuống là bể hết ngói, bởi vì lúc đó vườn em thì rất là nhiều cây, chẳng hạn cây cau ở trước nhà chẳng hạn, hay là sau vườn thì cũng có một số cây rất là cao. Vậy nên ví dụ trời mưa mà nó bão mà bão to á, thì khi mà cây nó đập vào thì chắc chắn nó sẽ, thì đó là cũng là cái mà món quà đầu tiên em dành tặng cho bố mẹ, để mình đóng góp một phần nhỏ của mình cho bố mẹ. Chúng ta đang có mặt ở trong căn nhà mới của nhà ông Nguyễn Công Bảy. Căn nhà này xây là tốn hết khoảng bao nhiêu tiền, và khoản tiền đấy thì cô chú với cả cô Phượng huy động như thế nào? Cái hồi ấy là thì tiền công và các thứ nó còn, cả cái vật liệu nó còn rẻ hơn bây giờ. Thì hồi ấy là chỉ làm hết là 200 thôi. 200 thì trong lúc đó là bố mẹ ở nhà, rồi là vay mượn anh em, rồi Phượng có là cũng đầu tư vô là có cái tiền mà có của câu lạc bộ có hỗ trợ chứ, thì cũng là được khoảng là 50 triệu. Thì ở nhà là bố mẹ phải lo là còn 150 triệu nữa, thì để bắt đầu khi nào mới hoàn chỉnh được cái ngôi nhà này. Vào thời điểm đấy chắc cũng rất là nhiều khó khăn, rất khó khăn. Chú có biết là để mà gọi là có một phần nhỏ để giúp vào cái việc xây dựng căn nhà, Công Phượng đã có rất nhiều thời điểm phải đi vay tiền đúng không? Vâng. Và vay cả Văn Toàn luôn. Thì cái khoản tiền đấy thì bố mẹ nhà cũng không hiểu được cái ở trong ấy. Thực tế như thế thì chỉ có là Phượng có bảo ở thì chứ con có là cái số tiền này thì con cũng có tiết kiệm được, thì câu lạc bộ hỗ trợ cho con, thì con tiết kiệm để là con gửi về cho bố mẹ để bố mẹ là xây cái căn nhà, thì để là bố mẹ là cũng là an tâm mà con cũng an tâm là được thật. Khỏi là con đến mùa mưa bão nó dột nát nó khổ lắm, thì bà cũng là hai bà cũng quyết tâm là dù đi vay đi mượn cũng phải làm cho được căn nhà để đồng viên con, để con càng lâu càng để là con là tiện đòi hơn nữa. Bây giờ khi mà về với cái không gian mới này thì Công Phượng có một cái tình cảm đặc biệt nào với một cái góc nào đấy không? Hồi trước là bác làm một cái phòng này là có nghĩa là riêng để cho Phượng, nhưng mà bởi vì Phượng là cũng đi rồi là không về được, nói chung ngày Tết thì về được mấy ngày thôi, thì giờ cái phòng này là nhường lại cho em, cho em út. Thì Phường ở nhà đấy, Phường chỉ gọi là con là nằm về nghỉ là ở cái chỗ này. Rồi bạn bè đến đông quá có thể là con san ra ở đây này, là nằm để là con trò chuyện truyền trò cho vui thôi. Cứ mỗi lần về nhà Công Phượng thì tôi đều khám phá được ra những câu chuyện rất là cảm động. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã có một trong số những câu chuyện cảm động như thế. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm xem mẹ của Công Phượng ở đâu và tiếp tục câu chuyện liên quan đến Công Phượng. Chúng mình đang ở trong cái khu vườn nhà Công Phượng. Ở đây đến thì tôi thấy có nhiều thứ rất là giống như ngày xưa. Ví dụ như là ong này. Ong này là ong vườn này, cây này. Có những cái cây mà từ thời mà cô chú mới lấy nhau đã có. Khi mà về với ngôi nhà của mình thì Công Phượng có hay ra vườn không? Có. Cháu về là cứ thấy mẹ làm có rau đi cỏ đó, cứ lấy nước tưới rồi nhổ cỏ rồi cùng chăm sóc cùng giúp mẹ. Ví dụ mẹ mà đi làm ngoài đâu con mà về là mà đến trưa là ra nhổ rau vào nấu. Phượng về thì cũng rất hay đi ra ngoài đồng giúp đỡ bố mẹ một vài những công việc. Có chứ, cái hồi mà nâng học ở trong ngành Gia Lai thì cháu về đi khi nào bố mẹ nâng phải đi cậy thì cháu phải ra chiếc mã rồi ra đi cậy giúp mẹ, cậy cũng khéo cũng được, cậy cũng thẳng hang cũng được. Về cái giúp rồi đó, cho cái thầy nói là con về là quay điện thoại này, nâng đôi nón này, rồi đi chiếc mã này, rồi đứng trước nước mã này chứ. Bên này cũng có mấy cây đúng không? Bên nữa là hai cái cây nữa là người hâm mộ tăng.
Cái chú nó ở trên Tân Kỳ xuống hâm mộ tặng cho hai bác hái cồi đó là về nó hai bác trồng đi nền chắc là 2 năm ấy đó. Chứ có quả rồi, có quả ăn cũng ngon, canh lông đỏ. Bởi vì vườn em nó rộng quá, nhà em cũng rộng nên là chỗ nào cũng là em cũng cảm thấy rất là thoải mái. Đây là cây thay long đỏ được một người hâm mộ tận Tân Kỳ mang đến để biếu gia đình nhà Công Phượng. Và sau 2 năm thì nó ra được rất là nhiều quả rồi. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi đến đây thì nó có 2 quả chín. Và ngày hôm nay thì bố Bảy với cả mẹ Hoa sẽ hái 2 quả này để chúng ta liên hoan. Wow, ngon quá. Này con cảm, và tuyệt vời. À, trong ruột nó đỏ ngon lắm, ngọt. Vâng. Không phải nghĩa là thanh long trắng đâu. Vâng. Thanh long đỏ đây. Thì chứ ra hoa kết quả đấy thì nói chứ cùng thầy nói chứ cảm ơn cái chủ người ở Tân Kỳ tặng hái bạc thì hôm nay là có quả đấy thì anh đụng ra anh hái bạc anh cảm ơn cho chứ không biết cái chủ Tân Kỳ nữa, chỉ cả tên chí cũng không nhớ nữa rồi. Thì điện thoại cũng có nữa, mà điện thoại mà nói thì chủ là bà cảm ơn các cháu mà ní có hoa có quả ở đây rồi. Không có điện thoại mà điện thoại. Một điều vô cùng quan trọng đấy là những món quà của người hâm mộ dành cho gia đình nhà Công Phượng, và ngày hôm nay nó đã đơm hoa kết trái và tạo ra những quả rất là ngọt. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ bổ đúng không ạ? Vâng. À, bổ cho con nhé. Phải đến 10 tháng rồi Công Phượng không về nhà, và ở ngoài vườn nhà mình thì hoa quả vẫn còn rất là nhiều. Hôm nay anh đến anh xin phép là anh ăn trước. Ngọt. Rất ngọt. Rất thơm. Ngọt. Rất màu. Rất màu đẹp. Phượng đã được ăn cái này chưa? Chưa được ăn, bởi vì chưa về. Năm ngoái về thì không có quả. Ít quả bố mẹ ăn rồi, đến cái đoàn về thì không có nữa. Thì chưa được ăn. Rất là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc. Nói chung là Phượng thiệt thòi rất nhiều thứ. Thôi thì chưa được ăn rồi, ăn chứ lo chứ ăn á. Thiệt thòi cả về tình cảm. Vì ở xa bố mẹ, thiệt thòi cả về mặt vật chất là đấy, vườn nhà mình đấy, hoa quả nhiều đấy. Những lúc mà ăn như này, cô chú có nhớ Phượng không? Nhớ chứ. Rồi chứ tất nhiên thì ở trong này thì cũng không thiếu. Trong cái hoa quả, cái vườn của mình. Mình từ mình trồng lên, rồi là để cho gia đình cùng là con cháu. Thì nhiều lúc mình ăn một quả này thì vẫn nhớ đến con với cả cháu. Bác nhiều lúc bác có nhàn này, đây có táo này, có táo tháng vừa nó tết á, cứ để dành cho con một canh. Để dành cho con một canh khi mà về là ăn rồi là cứ để dành mà về không ăn được, không về được. Rồi là để dành cho hứ. Để gieo gì chứ phải để dành cho con. Để dành cho con nó quả mà không ăn đấy không vừa đấy không được. Nhàn vải cháu ơi đó không có chứ mà bác cứ đi danh đến khi vải hứ nó để được. Chắc chắn là khi mà Phượng gặp khó khăn, gặp áp lực các thứ là Phượng giấu cô chú là chắc rồi. Đúng. Thì lúc đấy mình không biết cái chuyện gì đang xảy ra với con, lúc đấy mình có lo lắng hay không? Nhiều lúc là Phượng cũng không bao giờ mà gọi điện về là với bố mẹ là cái chuyện này chuyện nọ. Bởi vì Phượng cũng sợ là bố mẹ lo, rồi là tuổi già rồi. Rồi là sức khỏe rồi kém đi, rồi là cứ tâm nguyện vào đó, rồi là ngủ không được, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của bố mẹ là rất là thương con. Bố mẹ hết sức là động viên với con. Tuy nhiên là bố mẹ động viên cũng thể là con nó bận rã để hết được cả. Vẫn cứ để trong đầu, rồi đêm nằm cũng không ngủ được, rồi là thức đêm thức khuya, rồi là cứ nhiều lúc là cứ tâm nguyện vào cái chỗ ấy. Nhiều đồng đội của Phượng có kể là khi mà nói chuyện xong với cô chú qua điện thoại là nhiều khi là Phượng nó cũng rơm nước mắt này. Phượng thì nói chung là như mà nói đau chân rồi thì kỳ bắn đến trước cũi đau gối thì đau đi đau rồi. Ông nó điền với nó có đau nữa trước cũi đến khi chờ trên tivi rồi nó cái nó bắt đầu điền hồi răng đau chân à. Cái này đau bố, này không đau đi, bắn nó đúng gội mà nó không đau. Nó nói cha mẹ mà đau, không nói mà chi mà nó nói cha mẹ mà. Thì im lặng nữa, nó kiểu thơ nói thì cha mẹ buồn mẹ. Phường thì nó thực tế ra thì tính nó thầm lặng. Nhưng mà trong cái lương tâm thì lì đến thương đến người mẹ, người, 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 người,
nghi bộ. Nhưng mà thể hiện để mà nói cởi mở ra thì Phượng lại không cởi mở ra. Nhưng mà trong lương tâm thì lúc nào cũng rất là thương bố mẹ. Tính của cháu là ít nói thương bố mẹ mà nói thể hiện ra ngoài là không có cái gì trong lòng. Phượng thì ít khi nói về những cái câu chuyện tình cảm. Đấy là câu chuyện rất là khó để Phượng có thể nói ra được. Nhưng một trong số những cái hành động của Phượng có lẽ là làm cho người hâm mộ cả nước cảm thấy rất là xúc động. Đấy là hình ảnh mà Phượng trong một buổi chiều mưa ở trên sân Thống Nhất, sau khi ghi hai bàn thắng ở giải U21 quốc tế, thì đã lao lên khán đài và ôm lấy chú Bảy. Cái hình ảnh đấy là một cái hình ảnh mà nó rất là xúc động. Cái khoảnh khắc mà cái giải U21 đã tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì thực sự là khi mình đã lấy là Hàn Quốc thì ghi được bàn thắng là đầu, đến khi quả thứ hai thì Phượng cũng ghi được hai bàn thắng để giúp là con U21 của Hồng Anh là ngôi vô địch. Thì ghi được quả thứ hai thì Phượng là vì bạc là ngồi đến khán đài thì chỗ thấy là Phượng nhảy lên là giơ tay lên để là con là thể khi nào thì bạc mới xuống, khi nào là bố con mới ôm nhau. Thì cảm thấy lúc này là bố rất là xúc động và cảm thấy là rất là sung sướng. Mà sung sướng nhất là cảm cái sân của Thống Nhất là người khán giả là đầy ắp luôn. Đó là cái niềm là con cái tự hào của là bố mà là con đã dành lại cho bố. Là đó là cái niềm tự hào mà bố cảm thấy là rất là xúc động. Khi về nhà thì mình thoải mái hơn, kiểu mình muốn làm gì mình làm, mình không phải chú ý đến những người xung quanh. Bởi vì thì ở trong nhà gia đình mà nên là rất là thoải mái. Còn chẳng hạn như đi chỗ khác thì mình phải để người này người kia, vậy là để cho cảm thấy là lịch sự nhất. Như biết bao nhiêu gia đình cầu thủ khác thì đến nhà cô Phượng chúng tôi cũng gặp một cái góc kỷ vật như thế này. Ở đây chúng ta thấy là có rất nhiều những tấm ảnh quý, những bằng khen, những danh hiệu và những tấm huy chương. Nhưng hôm nay thì Minh Hằng sẽ giới thiệu cho các bạn là ba kỷ vật. Những cái kỷ vật mà không phải người hâm mộ Việt Nam nào cũng biết. Đây là tấm huy chương Fair Play ở vòng chung kết U23 châu Á. Đây, các bạn có thể nhìn thấy một cách rất là rõ ràng. Đây là logo của AFC, Liên đoàn bóng đá châu Á. Và đây là tấm huy chương. Ở Việt Nam thì tất cả chúng ta đều biết về cái danh hiệu là Á quân của vòng chung kết U23 châu Á. Nhưng những người mà thực sự được nhìn thấy tấm huy chương thì đấy lại là một câu chuyện khác. Với rất nhiều gia đình, họ đã phải cất tấm huy chương này đi bởi vì họ sợ mất. Nhưng ở đây thì chú Bảy của cô Hoa vẫn còn giữ lại. Và điều quan trọng nhất tôi rất muốn nói, khi đến thăm nhà cô Phượng chúng ta không thể không nói đến bức tranh này. Tại sao ở trong một cái góc kỷ vật có rất nhiều những cái kỷ vật quan trọng nhưng cô Phượng lại để bức ảnh này ở trung tâm? Đây các bạn có thể thấy, tôi thấy là một bức ảnh này thôi mà lột tả được hết con người của cô Phượng. Có thể nói là gói gọn trong một cái quá trình tham gia bóng đá. Đây là ngôi nhà cũ mà theo như chú Bảy là nó chính là ngôi nhà cũ của gia đình, đúng không ạ? Đó. Bày trí là vẫn là giống như ngày xưa, đúng không? Giống như hệt. Giống như hệt luôn. Nó là người họ sĩ mà bây giờ gia đình cũng chưa biết tên. Chưa biết tên. Thực sự là quá giỏi. Ở đây là mô phỏng lại cái cảnh mà Phượng và người anh của mình tập bóng đá. Ở bên này thì có mẹ và bố bế, đây chắc là Phương Anh, đây là em út, đoán là như thế đấy, đúng không ạ? Tức là cô Phượng đá ở đây thì đây phải là Phương Anh rồi. Phương Anh là em út của cô Phượng. Nhưng tôi đặc biệt rất là thích một hình ảnh, đấy là hình ảnh cô Phượng ôm mẹ. Một bức ảnh mà có thể nói là tất cả những điều cô Phượng muốn gửi gắm. Và cô Phượng cũng đã khắc vào da thịt của mình một cái hình ảnh liên quan đến ngôi nhà, như là một cái cách luôn nhắc nhở mình về cái nguồn gốc xuất xứ, nơi đó có bố, có mẹ, có anh chị em và có cả những kỷ niệm của tuổi thơ. Những cái tấm ảnh như thế này nó là quá quý. Khi nhìn đến cái ảnh đấy thì nói cho cùng mẹ cũng cảm thấy rất xúc động, nói cho cùng vui sướng.
thì người hâm mộ đi tặng cháu đấy thì nói nha, tặng về được bức ảnh thì đúng là rất là quý hóa, thì nhớ mãi mãi. Cháu sẽ liên hệ với An Thắng. An Thắng chính là tác giả của bức ảnh này, và An Thắng cũng chính là tác giả của bức tranh mà Công Phượng ôm chú ở trên sân Thống Nhất. Cháu sẽ liên hệ với An Thắng để chuyển nốt bức tranh còn lại về với gia đình, để có Phượng ôm mẹ rồi thì cần có một cái bức họa Phượng ôm bố được. Tất cả đều rất là tuyệt vời. Vâng, nếu mà được sự như anh Hải nói thì gia đình cũng rất là cảm ơn tấm lòng mà của anh Hằng đã trao cho gia đình. Bởi cái tấm ảnh mà cái giải U21 đó mà Phượng lên ôm bố thì không biết Phượng có để trong là hay không thì bố cũng không biết rõ, nhưng mà về đấy thì lại chưa thấy. Nếu mà được là anh chuyển về thì gia đình và bố mẹ cũng rất là xúc động và cảm ơn cái tấm lòng cao quý nhất. Rất tuyệt vời. Và để kết thúc lại chương trình, cô với chú có muốn nói gì với Công Phượng không ạ? Những cái câu gì mà cô chú chưa nói được với Công Phượng, bây giờ cô chú có thể nói với Công Phượng, tâm sự với em. Là bố mẹ mong con trước hết là phải giữ gìn sức khỏe để mình càng ngày để phấn đấu làm thế nào vừa là câu lạc bộ của Hoàng Gia Lai cũng như được gọi lên đội tuyển quốc gia, là phấn đấu hết sức mình, hết khả năng để cống hiến cho nền bóng đá của Việt Nam. Đó là điều mà bố mẹ là mong muốn nhất. Công Phượng ơi, mẹ đây có hôm nay có chú Minh Hải cùng các chú về đây thì mẹ chúc con mạnh khỏe, con cần cố gắng hết sức mình, thi đấu hết sức mình thì đưa màu cờ sắc áo về cho đất nước Việt Nam. Phượng ơi, bố mẹ nha khỏe lắm, con người bình tĩnh tự tin để tiếp tục thi đấu nha. Xin được cảm ơn chú Bảy, xin được cảm ơn cô Hoa. Và thực sự thì khi mà chúng tôi về Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An, về gia đình nhà Công Phượng, hiểu được thêm rất nhiều những câu chuyện thực sự xúc động, nó khiến cho chúng ta hiểu hơn về một con người. Và chắc chắn Công Phượng là một người hướng về gia đình. Chỉ có bằng cách hướng về gia đình, chăm lo cho gia đình thì đấy mới là người có nền tảng để có thể cống hiến được cho Tổ quốc. Chúng tôi xin được cảm ơn gia đình chú Bảy, cô Hoa đã hỗ trợ cho ekip thực hiện chương trình này, và chúng tôi cũng xin cảm ơn bấtđộngsản.com.vn đã đồng hành cùng với chương trình. Thì đó là một cái chỗ mà em có thể về bất cứ lúc nào, vậy nên là đó cũng là cái chỗ mà em rất là vui và hạnh phúc khi mà được, và để em sẽ kiểu như là em sẽ không bao giờ mà để bán hay là đi cho ai, mà em sẽ giữ cái mảnh đất đó.